Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của vi tính Trịnh Hoàng Đa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bài hướng dẫn để các bạn cài đặt Windows 7 ở trên máy ảo VMware. Thì với cái hệ điều hành Windows 7 thì hiện tại bây giờ thì không còn được hỗ trợ nữa. Nhưng mà với Windows 7 các bạn sẽ sử dụng nó vào một số cái công việc mà Windows 10 chưa có hỗ trợ. Ví dụ như các bạn có những cái phần mềm chỉ chạy được trên Windows 7, chưa có tích hợp để chạy trên Windows 10, thì các bạn có thể dùng cái máy ảo này để các bạn sử dụng những cái phần mềm đó. Hoặc là có những công cụ rất là đặc biệt và sau này mình sẽ giới thiệu các bạn, thì chỉ mới có hỗ trợ trên Windows 7 thôi. Những công cụ đó thì các bạn từ từ mình sẽ chia sẻ các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Windows 7 ở trên máy ảo VMware. Nào, chúng ta bắt đầu nào. Thì đầu tiên các bạn mở chương trình máy ảo lên. Ở đây mình đã cài đặt sẵn VMware Workstation 16 nha các bạn. Bạn nào chưa biết cách cài đặt này thì các bạn mở lại video trước. Mình có cái hướng dẫn để tạo cái máy ảo này rồi. Rồi, mình sẽ tạo mới một cái máy ảo. Mình vào File, New. Rồi, mình chọn Custom để chỉnh. Ở đây các bạn chọn phiên bản 16 luôn nha. Rồi, tại giao diện này là cho phép các bạn chọn cái file ISO để các bạn cài đặt Windows hoặc là bất cứ hệ điều hành nào mà các bạn có. Thì ở đây mình có sẵn một cái file ISO cài đặt Windows 7. Bạn nào chưa có file cài đặt này thì các bạn cứ nhấp vào cái đường link ở phần miêu tả. Mình có để ý luôn để cho các bạn tải dễ dàng. Đây là phiên bản Windows 7 Pro 64 bit nha các bạn. Các bạn bấm vào Open. Rồi các bạn bấm vào Net. Ở đây nếu các bạn gõ cái Direct Key luôn cũng được. Còn không thì các bạn cứ bấm Net để từ từ chúng ta kích hoạt sau. Rồi các bạn chọn Z. Rồi ngay tại chỗ này thì các bạn chọn cái đường dẫn để các bạn lưu cái máy ảo của mình. Thì ở đây mình ở trên cái máy tính này á, mình đã lưu rất nhiều dữ liệu rồi, bởi vậy mình đã sử dụng một cái bóc ổ cứng để mình lưu cái máy ảo của mình nha. Ở đây mình đã đặt tên sẵn là cái ổ ghê nè các bạn. Rồi mình tạo sẵn một cái mục VDisk để mình lưu máy ảo của mình nha. Rồi ok, mình có thể đặt tên cho máy ảo của mình. Ở đây mình đặt ngắn cho dễ nhìn nè. Windows 7 64 bit. Windows 7 Pro 64 bit. Windows 7 Pro gạch dưới 64. Rồi, mình lưu này để mình dễ quản lý thôi các bạn. Rồi, các bạn cứ bấm Next đi. Đây là phiên bản BIOS thì các bạn chọn gì cũng được nha. BIOS hoặc UEFI. Rồi, mình Next luôn. Đây chọn số con vi xử lý. Thì ở đây mình chọn hai con các bạn. Thì số co thì các bạn chọn máy cũng được nha. Một co là cả hai con. Rồi ở đây của mình đó là RAM 8GB. Mình cho cái máy ảo nó là 2GB. Các bạn có thể tăng lên 4GB thì tùy. Thì RAM nữa thì nó cũng chia sẻ từ cái RAM thật các bạn. RAM thật của bạn ví dụ như 8GB thì các bạn có thể chia sẻ máy ảo là khoảng 2GB hoặc 4GB. Còn ví dụ RAM thật các bạn 16GB thì các bạn có thể tăng lên để cho nó chạy nhanh hơn xíu. Thì ở đây mình cho khoảng 8GB, mình cho khoảng 4GB cho máy ảo nha các bạn. Ở đây là 3820 MB, chưa được 4GB. Ở đây mình gõ là 4096 cho chẳng 4GB luôn nha các bạn. Rồi, nè, bấm Next.
Rồi, giao thức mạng thì các bạn có thể chọn sao. Mình cũng nói luôn, ở mặc định này thì nó sẽ cho phép bạn truy cập Internet luôn, nếu như mà cái máy thật của bạn có truy cập Internet được. Rồi các bạn cứ bấm Next. Những cái phần thiết lập này các bạn có thể thay đổi sau này. Và cứ Next tới đi các bạn. Rồi, ở đây là chọn giao thức đĩa. Nó yêu cầu mình chọn SSD. Được, cứ Next đi các bạn. Rồi, ở đây mình tạo cái một cái đĩa ảo mới luôn các bạn. Rồi, ở đây cái dung lượng đĩa cứng của bạn còn bao nhiêu thì các bạn tạo cho máy ảo các bạn chia sẻ ra. Thì nó cũng giống như RAM nhưng mà máy ảo của bạn lấy từ cái máy thật của bạn còn trống nhiều thì các bạn chia sẻ cho máy ảo nhiều, còn trống ít thì các bạn chia sẻ máy ảo ít. Thì với Windows 7 64 bit này thì mình cũng không cần cài nhiều cái chương trình, thì mình cho khoảng chừng 20GB thôi các bạn. Rồi, ở đây nó có hai cái tùy chọn các bạn cần lưu ý nè. Cái tùy chọn mặc định ở đây là nó sẽ chia nhỏ ra từng cái file nhỏ nhỏ để các bạn di chuyển từng file. Còn các bạn tùy chọn ở trên này thì nó sẽ luôn một cái file duy nhất thôi các bạn. Luôn một cái file duy nhất, khi mà các bạn sao chép file rồi thì ví dụ như ở đây là 20GB thì cái file của bạn chép là 20GB. Còn ở đây các bạn chia file nhỏ file ra thì nó sẽ chia ra những file nhỏ nhỏ có dung lượng nhỏ hơn để bạn dễ chép. Thì cái đó tùy cái nhu cầu của bạn thôi. Thì mình cũng hay thích chọn cái file lớn. Đi sao chép lâu thì chọn một file thì các bạn khỏi cái xem xét coi nó có đủ hay thiếu file. Thì mình chọn nét luôn các bạn. Các bạn đặt tên cho cái máy ảo của mình, cái đĩa ảo của mình. Đây. Rồi, các bạn chọn row để chọn cái nơi lưu nè. Thì mình cũng luôn trên cùng cái ổ đĩa G luôn các bạn. Mình luôn vào cái mục VDIS. Lúc nãy mình chọn cái thư mục, mình tạo cái thư mục VDIS nó sai mà. VDIS là có nghĩa là đĩa ảo, lúc nãy là máy ảo các bạn. Nhưng mà không sao, nghe ở đó bạn có thể thay đổi thư mục. Rồi, mình chọn vào đây luôn. Bằng bấm nét nha. Và các bạn bấm cái này. Rồi, lúc này thì chương trình VMware sẽ tạo cho bạn ổ đĩa ảo. Và sau đó sẽ khởi động máy ảo cho bạn. Thì sẵn đây mình cũng giới thiệu các bạn luôn. Thì về cái chương trình máy ảo này, nó sẽ giúp cho các bạn giả lập những cái máy tính giống như là cái máy tính thật để các bạn thử nghiệm. Ví dụ các bạn muốn cài đặt Windows 10 bản 64 bit để các bạn trải nghiệm thử, để các bạn có thể tạo một cái máy ảo để các bạn cài đặt Windows 10. Các bạn không thích phiên bản 64 bit, các bạn muốn thử một cái phiên bản 32 bit thì các bạn có thể tạo một cái máy ảo tại Windows 10 32 bit. Các bạn không thích Windows, các bạn muốn chạy macOS thì các bạn có thể tạo một máy ảo để cài đặt macOS. Hoặc là các bạn không thích Windows, không thích macOS, các bạn muốn chạy Linux thì với Linux thì các bạn biết rằng mã nguồn mở có vô vàn cái phiên bản để các bạn thử nghiệm, rất nhiều distro các bạn có thể thử nghiệm. Thì các bạn thích cái nào thì các bạn có thể tạo một cái máy ảo và các bạn cài Linux cho nó để các bạn trải nghiệm. Đó là một cái tính năng vô cùng hiệu quả của dùng máy ảo để các bạn trải nghiệm hệ điều hành. Và một tính năng nữa là mình thấy rất là hay, đó là các bạn có thể sử dụng máy ảo này để các bạn học lập trình, xin lỗi các bạn học quản trị mạng các bạn. Học quản trị mạng thì với mô hình máy ảo này các bạn có thể tạo một máy server và các bạn tạo 2-3 cái máy con để các bạn truy cập vào server, các bạn thao tác thử kết nối từ LAN đến server, các bạn có thể thử thao tác chạy web server, chạy FTP server, đúng không? Coi như là các bạn học về quản trị mạng, học về tường lửa.
học về bảo mật. Vâng. Một cái mình thích nữa về chương trình máy ảo này á, đó là các bạn có thể học lập trình. Học lập trình thì các bạn code vô tư. Các bạn cũng có thể là học lập trình hệ thống để các bạn chỉnh sửa hệ thống. Thì nó chỉ ảnh hưởng đến cái máy ảo thôi, không có làm hư cái máy thật của các bạn. Hoặc là các bạn học về tinh chỉnh Windows, về sửa chữa hệ thống này, học về sửa chữa máy tính. Các bạn muốn thử nghiệm một cái phần mềm nào đó, các bạn muốn test thử coi cái chương trình virus có diệt được virus đó không, các bạn thả vào đây 100 con virus, 1000 con virus đi, thì các bạn tắt kết nối mạng giữa cái máy chủ và giữa cái máy ảo và cái máy thật, thì những con virus đó thì chỉ lây lan ở trong cái máy ảo thôi đó. Thì cái này thì rất hay, nhưng mà mình khuyên các bạn không nên thử, vì nếu mà các bạn không biết, các bạn để chế độ mạng giữa máy thật và máy ảo thì nó có thể lây lan qua mạng, hoặc các bạn để chế độ chia sẻ file thì nó cũng có thể chưa lây lan từ máy ảo qua máy thật. Nhưng mà nó có tính năng, nó rất hay, thì các bạn làm việc trên ảo nó không ảnh hưởng tới máy thật. Thì đó là một vài cái tính năng mình thấy là cái chương trình máy ảo nó sẽ hỗ trợ bạn rất là nhiều. Không chỉ VMware này là một chương trình tạo máy ảo đâu các bạn, nó còn rất là nhiều cái chương trình tạo máy ảo khác nữa. Thì mình tích tại VMware thì nó rất là tiện, nó có hỗ trợ cho mình rất là nhiều, làm việc rất là dễ. Microsoft cũng có chương trình Microsoft Virtual PC thì mình thấy cũng rất là hay. Mà về VMware này thì mình thấy nó chạy khá ổn định, hỗ trợ nhiều hơn. Trong lúc chờ đợi tạo cái địa ảo cho các bạn thì mình cũng giới thiệu sơ qua như vậy. Các bạn có thể comment những câu hỏi của bạn bên dưới video để mình có thể hướng dẫn cho các bạn thêm. Thì mình cũng chia sẻ những cái gì mình biết đó các bạn. Những cái rồ, những cao thủ ở trên mạng này rất nhiều, mình không dám múa rìu quá họ nha. Anh em nào biết cái gì thì mình chia sẻ cái đó, mình không có giấu gì cả, mình biết gì mình chia sẻ đó. Còn anh em nào cao thủ cao hơn mình thì có thể góp ý cho mình thêm. Rồi, tạo đĩa xong, bây giờ máy nó tự động phân loại các bạn. Bây giờ nó bắt đầu boot từ cái file ISO đó các bạn. Giống như là các bạn đưa cái đĩa boot vào cái máy tính thật. Thì với cái máy ảo này, các bạn cũng có thể vào được BIOS các bạn. Cũng có thể vào được BIOS luôn. Ở đây mình kéo xuống đây một xíu đây cho chương trình Windows nó nằm ở giữa nè. Nó bắt đầu boot vào Windows rồi các bạn. Ở đây là chỉ boot vào cái chương trình cài đặt thôi. Rồi, trong khi nó khởi động cái chương trình cài đặt thì các bạn tỉ ở đây một xíu nè. Rồi, boot. Nó đã boot lên luôn đó. Một xíu nữa mình sẽ nói về những cái dòng như thế này. Rồi, chương trình setup đã bắt đầu các bạn. Đang bắt đầu. Chương trình cài đặt đang bắt đầu. Thì hồi xưa khi mà còn Windows XP á các bạn, cài đặt đĩa rồi đó bạn, thì mình cũng rất là thích mod những cái đĩa auto setup. Bạn đưa đĩa vào thì nó sẽ tự động điền rồi đó, khi tự động điền tất cả thông tin, máy nó sẽ tự động cài đặt hết các bạn.
mình cũng mót được một vài đĩa, nhưng sau này thì mình thấy sử dụng đĩa đó nó không còn phổ biến nữa, mình không làm những đĩa như vậy nữa. Bây giờ thì mình xài cái đĩa của cái đĩa gốc của Microsoft. Rồi, trong khi đợi nó expanding Windows nó xả nén ra thì mình sẽ nói thêm về những cái dòng dưới này. Rồi, ở đây nó nói là mình nhấp vào cái màn hình máy ảo để gửi những cái phím nóng. Rồi, ở đây nó nói là các bạn có thể dễ dàng cài đặt Windows 7 60 bit. Cái VMware Tool đó là cần được cài đặt bằng tay sau khi các bạn hoàn thành cài đặt cái hệ điều hành. Rồi, nó kêu mình xem cái thông tin ở đây. Đó. Thì trình độ tiếng Anh mình cũng chỉ là đọc hiểu thôi các bạn, dịch không trọn nghĩa đâu. Có nghĩa là nó nói là sau khi mình cài đặt Windows này nè, thì mình sẽ cài một cái công cụ gọi là VMware Tool. Rồi, trong khi mà đợi nó thả ném này ra thì mình vào đây mình coi thử luôn nè, vào cái phần help của nó nha. Các bạn nào giỏi tiếng Anh thì rất là tốt, sử dụng ở đây rất là tốt luôn, có hướng dẫn đầy đủ nha các bạn. Rồi, ở đây nó nói là nó dùng cái easy install, dùng cái easy install để cài đặt Red Operating System, tức là dùng cái easy install để cài đặt cái hệ điều hành dành cho khách. Ở bên này nó có một phần gọi là VMware Tool này các bạn. Rồi mình đọc về phần VMware Tool này. Bây giờ lúc nãy máy ảo của chúng ta đang chạy đến phần này nè. Nó có nói về VMware Tool đây. Ở trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đọc. Rồi. Cài đặt VMware Tool để là tạo một cái máy ảo mới, nâng cấp VMware Tool. Cái phần này các bạn đọc để hiểu thêm về nó thôi. Đây, nó kêu cài đặt. Để mình coi cái phần cài đặt. Đây này, nó nói về Manual Installing VMware Tool. À, cái phần này là phần cài đặt, các bạn hướng dẫn cài đặt. Rồi. Đây mình đang cài Windows thì mình đọc cái phần dành cho Windows nha các bạn. Đây, dành cho Windows. Ở đây dành cho Linux. Ở đây dành cho NetBeans. Đây dành cho SolarWinds, FreeBSD, vân vân. Mình đang cài đặt Windows, mình tìm hiểu phần này thôi. Rồi. Cách cài đặt như này các bạn. Bước 1 nè. Vào menu VMware. VM. Install VMware Tool.
Thì đây, trên này nó có luôn các bạn. VM đây, Intel VMware Tool đây. Do chúng ta chưa có cài đặt xong cái hệ điều hành của cái máy ảo nên ở đây nó mờ. Sau khi các bạn cài đặt xong thì cái này nó sẽ đập lên cho các bạn cài đặt. Rồi tiếp tục nè. Rồi. Rồi nếu mà có phiên bản cũ hơn thì nó kêu mình là update VMware Tool nè. Rồi bước thứ hai, các bạn click OK. Rồi nó nói là một cái đĩa nó tự động, nó có một cái đĩa tự động ở trong cái hệ điều hành của cái máy ảo. Rồi, rồi các bạn có thể vào Start Run, gõ D Setup Mene. Cái này là ở trong cái máy ảo nha các bạn. Các bạn thao tác đó là trong máy ảo. Hoặc là các bạn vào cái mục là D Setup 64.mete dành cho Win 64 bit. Rồi, tóm lại cái bước thứ hai nó kêu bạn kích hoạt cái file setup của MSE ở trong cái đĩa ảo nó tự động nó tạo ra nè. Rồi bước thứ ba, làm theo các cái câu hỏi ở trên cái màn hình hướng dẫn của nó đó. Nó hỏi gì thì mình cứ nó nét tới thôi. Rồi ở đây nếu nó yêu cầu chúng ta một cái cửa sổ mới xuất hiện, cửa sổ New Headway Wizard xuất hiện, thì các bạn cứ làm theo bước đó, các bạn cứ chấp nhận nè, chấp nhận giá trị mặc định hết, các bạn cứ nét nét thôi. Rồi, nó chú ý là nếu có cái nút tính dần anyway thì các bạn cứ bấm vào thôi. Bước thứ năm đó là nó yêu cầu bạn khởi động lại cái máy ảo. Như vậy là các bạn qua năm bước này các bạn đã hoàn thành cài đặt VMware Tool. Thì đọc thì nó dài dòng vậy chứ khi các bạn thực hiện trên máy rất là nhanh các bạn, rất là dễ luôn, rất nhanh rất dễ. Sau khi các bạn cài đặt xong cái máy ảo này á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt VMware Tool luôn. Rồi, mình tìm hiểu cách cài đặt VMware Tool rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu coi VMware Tool nó là cái gì và nó hỗ trợ những cái gì nha các bạn. Rồi, mình vô Google mình tìm VMware Tool. Đây. What's the VMware Tool? Thì hiểu rồi nó là cái gì. Cách cài đặt mình biết rồi. Để ngồi sau khi mình xong cái này thì mình sẽ cài. Bây giờ mình tìm hiểu xem nó là cái gì. Đây, bấm vào cái link này để xem nè. Đây này, trên trang chủ của VMware thì nó có nói là VMware Tool là sẽ tạo cho chúng ta những cái tiện ích để tối ưu hóa là máy ảo. Thì nó quản lý cái máy ảo tốt hơn. Với VMware Tool thì các bạn sẽ tối ưu được những cái lỗi như thế này. Như là cái độ phân giải màn hình bị thấp nè, cài đặt VMware Tool vô nó sẽ
là có một cái độ phân giải rất là tốt, giống như cái máy thật nè. Rồi cái độ sâu của màu nè, rồi hiển thị cái mạng, tốc độ mạng không đúng nè. Rồi chuột nè. Rồi copy and cắt và dán, sao chép và dán mà. Các bạn sao chép và dán giữa cái máy ảo và máy thật. Hoặc là các bạn có thể sau khi đặt viên máy tool, các bạn có thể nắm kéo từ máy ảo vào máy thật, hoặc từ máy thật ra máy vô máy ảo. Các bạn có thể kéo tả rất là dễ. Rồi khắc phục được cái tình trạng là hoặc âm thanh nè. Cho phép các bạn tạo cái giống như gọi là cái điểm ảnh để các bạn trở về cái window, trở về cái điểm khôi phục ở trên cái máy ảo. Có nghĩa là giống như chương trình God, các bạn chụp God ở cái thời điểm nào đó ở trong máy ảo thì các bạn có thể trở về nhanh hơn. Và đồng bộ thời gian giữa cái máy ảo và máy thật. Đó. Thì ở đây nó cũng nói VMware sẽ bao gồm những cái thành phần như thế này. VMware Tool Service, VMware Tool Device Driver, VMware User Control Panel, vân vân. Và nó hỗ trợ cho chúng ta là dàn ISO. Rồi dưới này nó cũng hướng dẫn cách cài đặt các bạn. Rồi mình trở về đây. Rồi, máy ảo chúng ta đã cài đặt xong rồi các bạn. Rồi, đang khởi động lên nè. Như vậy là sau khi xả nén xong nó sẽ tự động cài đặt. Rồi, đến bước này rồi các bạn. Xả nén xong nè. Rồi nó cài đặt cài đặt update nè. Bây giờ bước này là hoàn thiện cài đặt. Những bước này thì nó hoàn toàn tự động hết. Các bạn có thể uống một ly cà phê trong lúc chờ đợi nó cài đặt. Các bạn thấy quá trình cài đặt ở trên máy ảo cũng giống như trên máy thật. Các bạn nào học về kỹ thuật viên sửa chữa máy tính thì các bạn có thể dùng máy ảo này, các bạn tập cài đặt Windows. Thì cái phương pháp cài đặt Windows bây giờ cũng rất người sử dụng. Người ta hay sử dụng God hoặc là những cái chương trình backup and restore khác. Nhưng mà ở đây mình cài đặt Windows để cho các bạn xem cái bản gốc của Windows nó cài đặt thế nào, cũng như là những cái bản gốc người ta thiết lập sẵn thì đã có điều chỉnh một số rồi, và một số chương trình các bạn cài đặt vào các bạn chạy không được, lý do là do cái bản gốc người ta đã tắt đi cái dịch vụ đó, các bạn không thể nào mở một số phần mềm do bản gốc người ta đã tối ưu hóa hệ thống. Thì những cái nào mà không sử dụng người ta tắt bớt, tắt vào những cái service đó, thì các bạn không biết được mới mở lên, tốn rất là nhiều thời gian. Thay vì như vậy thì các bạn có thể cài đặt cái nguyên bản này. Microsoft đã chọn sẵn những cái dịch vụ nào cần thiết nhất để các bạn sử dụng, thì các bạn cài đặt những phần mềm nào thì nó cũng có hỗ trợ sẵn hết. Còn nếu như mà các bạn cài những phần mềm nào mà Microsoft chưa bật sẵn á, thì trong hướng dẫn người ta cũng nói cực rõ các bạn bật chỗ nào, các bạn làm theo hướng dẫn là xong thôi. Các bạn đỡ tốn thời gian phải đi xem lại những cái lỗi tinh tinh. Thì các bạn thấy là trên cái trang chủ của VMware này thì có rất nhiều thông tin bổ ích.
có rất nhiều tin bút, các bạn có thể đọc nó, rất nhiều thông tin, có đầy đủ thông tin về VMware thôi. Các bạn có thể bấm vào cái kính lúp này để các bạn tìm kiếm những cái thông tin nào mà các bạn chưa gõ. Xong các bạn máy ảo đã bắt đầu cấm lại. Rồi, bắt đầu Windows chat phần video cả các bạn. Khi các bạn cài đặt Windows 7 ở máy thật thì nó cũng có cái bước này. Các bạn thấy khi chúng ta chưa cài VMware Tool nè, các bạn thấy màn hình này độ hơi dài rất là nhỏ nha. Đó. Màn hình rất nhỏ. Rồi mình vào thử VMware nè. VM. Sau khi xong Windows các bạn sẽ vào đây được. Đó. Rồi bây giờ mình mở Windows Explorer đi, coi thử nè. Computer. Rồi, đĩa này là cái đĩa file ISO cài đặt Windows 7 nè. Mình thấy rằng chưa có cái đĩa VMware Tool đúng không? Các bạn vào đây. Rồi, đóng lại các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khởi động lại máy. Rồi, khởi động lại máy rồi, chúng ta sẽ kiểm tra thử. Có VM vào menu VM, có VMware Tool chưa? Thì các bạn lưu ý là bây giờ chúng ta đang ở trong máy ảo. Các bạn không thấy chuột ở đâu cả. Đây. Các bạn để ý, thấy bên góc trái bên dưới các bạn thấy là người ta kêu trở về cái máy thật đó bằng cách bấm phím Control và phím On. Bây giờ các bạn thử bấm Control và phím On thì các bạn thấy con chuột chúng ta đã nằm ở ngoài đây. Các bạn muốn vào cái máy ảo các bạn nhấp nút vào. Rồi, để vào ra máy thật đó thì các bạn bấm Control On. Đấy. Rồi. Nhấp tiếp vào. Control On nhả ra. Control G để vào máy ảo. Rồi, bây giờ chúng ta mở Windows Explorer. Đây. Vào computer. Rồi, không thấy ảo. Không thấy cái đĩa VMware Tool, bây giờ thử nè. Vẫn không có VMware Tool luôn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khởi động lại máy. Xin lỗi, tiến hành tắt máy để chúng ta cấu hình lại cái ổ đĩa C. Rồi các bạn vào setting. Các bạn không có dùng cái đĩa cài đặt Windows nữa mà các bạn chọn vào cái ổ của cái máy máy thật như vậy. Đợi máy tắt xong, neo tắt xong thì chúng ta mới cấu hình được. Rồi các bạn vào setting. Các bạn không sử dụng cái ổ cái file ISO nữa mà các bạn bấm vào UFASIC right. To detect và OK. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở lại máy. Rồi, các bạn cứ Z đi các bạn.
tinh thần thì các bạn có thể đọc sơ qua coi thông báo như thế nào. Rồi, cứ yes luôn các bạn. Các bạn thấy menu VMware Tool đã xuất hiện rồi các bạn. Các bạn đợi cho máy khởi động xong thì chúng ta sẽ cài đặt VMware Tool. Mình đã hiểu nguyên nhân lý do tại sao nó bị như vậy rồi. Lý do là cái file ISO chứa bản cài đặt Windows chúng ta đã chiếm ổ đĩa D. Vì vậy cái file VMware Tool nó sẽ không tự động nhảy vào ổ D cho chúng ta được. Nên chúng ta không có cái menu cài đặt chiếm toàn VMware Tool. Khi mà chúng ta nhả cái đĩa VMware Tool ra thì xin lỗi, nhả cái đĩa cài đặt Windows ra thì VMware Tool sẽ có, nó sẽ tự động nó nhảy vào ổ D cho chúng ta. Rồi chúng ta cài đặt nhé. Các bạn bấm vào install VMware Tool. Đấy, làm lại nè các bạn. Các bạn hãy nhớ là bấm vào View Physical nha các bạn. Chọn Auto Detect đây chứ không phải là ISO. Đó. Các bạn hãy nhớ bước này giùm mình. Rồi, ok. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành cài đặt nè. Rồi, bấm vào đây để cài đặt. Rồi, các bạn cứ thoát cái sổ này ra các bạn. Rồi các bạn vào ổ D, các bạn nhấp vào ổ D đi. Rồi. Các bạn ổ D. Các bạn nhấp chuột phải vào setup 64 nha các bạn. Rồi các bạn chọn run administrator. Các bạn đóng cửa sổ này đi. Về còn lại thì các bạn cứ net và finish thôi các bạn. Mình xem lại đúng tại 64 bit không? Rồi đúng rồi các bạn, Windows mình đang xài là 64 bit. Đây. Các bạn cứ net nè. Chọn Tabico net. Cứ net tới thôi. Bạn đợi một xíu nha bạn. Rồi chạy rồi các bạn. Rồi, nó tiến hành copy file rồi đó. Rồi, nó báo lỗi, các bạn cứ ok đấy các bạn. Nếu cẩn thận hơn, các bạn có thể đọc xem lỗi gì thì chúng ta còn biết được. Rồi, mình kiểm tra thử những cái cổng kết nối coi nè. Rồi. Rồi, mình cũng không có gắn cổng gì đặc biệt ở đây hết. Cứ ok rồi các bạn. Thì mình đã cài đặt tiếp rồi đó các bạn. Các bạn cứ ok luôn.
Rồi các bạn bấm vào Intern Anyway. Xong rồi các bạn. Các bạn bấm vào Phoenix. Rồi các bạn bấm vào Z để khơi lại máy. Rồi, máy đang khởi động lại nha các bạn. Sau khi Windows khởi động xong thì chúng ta sẽ thử một cái tính năng của VMware Tool, đó là tính năng kéo thả. Rồi, các bạn thấy màn hình đã to hơn các bạn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ thu nhỏ màn hình này lại nha. Bạn đợi một xíu, nó đang khởi động Windows nên nó hơi xíu. Rồi, bây giờ mình sẽ thu nhỏ cái số này lại. Hơi chậm một xíu các bạn. Kiểm tra lại các cổng kết nối xem coi có cổng nào làm cho nó làm chậm mãi không các bạn. Rồi mình sẽ nói thử. Rồi, mình thu nhỏ cái sổ này nè. Rồi bây giờ mình sẽ kéo thử một cái file ở máy thật vào máy ảo, đó là file key.tt. Rồi các bạn thấy dấu cộng nó đã có rồi đó các bạn. Dấu cộng nghĩa là chúng ta cộng vào màn hình một cái file. Rồi xong các bạn, trong máy ảo đã có rồi. Bây giờ mình sẽ thử mới tạo một cái file ở trong máy ảo để mình kéo ra ngoài máy thật. Rồi mình kéo thử ra ngoài máy thật. Rồi các bạn thấy cũng có dấu cộng, có nghĩa là có thể kéo ra ngoài máy thật rồi đó các bạn. Rồi ok. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất cài đặt Windows 7 ở trên máy ảo VMware. Thì những video sau thì mình sẽ chia sẻ với bạn những cái tính năng mà mình sẽ khai thác ở trên Windows 7 này cùng với cái máy ảo VMware. Thì các bạn vui lòng bấm đăng ký để nhận những cái video mới nhất mà mình sắp chia sẻ, và bấm like nếu các bạn thích video, bấm share cho bạn bè nếu các bạn thấy video này hữu ích với những bạn nào chưa biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào tạm biệt các bạn.